Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học chương trình môn toán lớp 6, sách cánh diều qua sách bài tập. Rồi trong video hôm nay, các em sang bài 9, dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9. Thì trước khi làm các bài tập của bài này, thì các em chỉ cần nắm được cho thầy giáo những kiến thức cơ bản sau. Trước hết là các em phải nhận biết được dấu hiệu chia hết cho 3. Dấu hiệu chia hết cho 9. Thì các số như thế nào thì chia hết cho 3. Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì nó chia hết cho 3. Được chưa? Thầy giáo ví dụ này. Số 315 có tổng các chữ số là 3 cộng 1 cộng 5. 3 cộng 1 bằng 4, 4 cộng 5 bằng 9. Mà 9 nó chia hết cho 3. Nên 315 chia hết cho 3. Vậy các số như thế nào thì chia hết cho 9? Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9. Thầy giáo ví dụ số 981. Muốn biết số này có chia hết cho 9 hay không thì các em tính tổng các chữ số của số này. Số 981 có tổng các chữ số là 9 cộng 8 cộng 1 bằng 18. Mà 18 nó chia hết cho 9 nên số 981 chia hết cho 9. Rồi cụ thể bây giờ mời các em vào phần bài tập. Phần C, bài tập. Bài tập số 77. Ở đây các em lưu ý là một bài nó hơi dài cho nên thầy giáo sẽ chia làm nhiều video để các em tiện theo dõi. Thì các em có thể xem toàn bộ video về chương trình môn toán lớp 6, sách cánh diều, sách giáo khoa cũng như sách bài tập được thầy giáo đặt trong phần danh sách phát ở cuối video này. Bài tập số 77 cho các số. Rồi đây người ta cho rất nhiều số này. Người ta hỏi trong các số đó, A, số nào chia hết cho 3? Các em nhớ lại dấu hiệu chia hết cho 3 mà các em vừa được học ở phần trên. Muốn biết một số có chia hết cho 3 hay không thì chúng ta làm như thế nào? À, chúng ta tính tổng các chữ số của số đó. Xem tổng các chữ số của số đó nó có chia hết cho 3 hay không. Nếu nó chia hết thì số đó chia hết cho 3. Còn nếu nó không chia hết thì số đó không chia hết cho 3. Được chưa? Trước hết là các em lấy giấy nháp ra. Các em tính tổng các chữ số của từng số 1. Số thứ nhất là số 27 này. Có tổng các chữ số là 2 cộng 7 bằng 9. Được chưa? Tiếp theo là số 45. Có tổng các chữ số là 4 cộng 5 bằng 9. Số 881. Có tổng các chữ số là 8 cộng 8 cộng 1 bằng 17. Tương tự 9 cộng 1 cộng 6 bằng 16. 2 cộng 1 cộng 0 cộng 0 bằng 3.
2 cộng 4 cộng 3 cộng 9 bằng bao nhiêu? Bằng 18. 1 cộng 3 cộng 1 cộng 1 cộng 8 bằng 14. 3 cộng 5 cộng 5 cộng 5 cộng 0 bằng 18. 5 cộng 2 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 1 cộng 1 bằng bao nhiêu? Bằng 18. Rồi, trong các số đó, A, số nào chia hết cho 3? Ở đây các em có thể trả lời là trong các số mà bài toán đưa ra. A, các số chia hết cho 3 là. Các em xét số thứ nhất này. Số 27 có tổng các chữ số là 9. 9 có chia hết cho 3 không? À, 9 có chia hết cho 3. Vậy chúng ta suy ra số 27 chia hết cho 3. Được chưa? Tương tự, 9 chia hết cho 3. Cho nên số 45 chia hết cho 3. 17 không chia hết cho 3. Cho nên số 881 nó không chia hết cho 3. 16 không chia hết cho 3. Cho nên số 916 không chia hết cho 3. 3 chia hết cho 3. Cho nên số 2100 chia hết cho 3. 18 chia hết cho 3. Cho nên 2439 chia hết cho 3. 14 không chia hết cho 3. Cho nên 13.118 không chia hết cho 3. 18 chia hết cho 3. Cho nên 35.550 chia hết cho 3. 18 chia hết cho 3. Cho nên 5.223.411 chia hết cho 3. Được chưa? Như vậy là các em sẽ liệt kê 6 số này ra. Trước hết là số 27 này, 45 này, 2100 này, 2439 này, 35.550 này, 5.223.411 này. Được chưa? Rồi, nếu có ai hỏi các em là tại sao những số này chia hết cho 3, thì các em chỉ cần giải thích là bởi vì những số này có tổng các chữ số của nó chia hết cho 3. Được chưa? Còn khi trình bày thì các em chỉ cần trình bày ngắn gọn như thế này thôi, không cần phải giải thích dài dòng. Rồi, tiếp theo là các em sang câu B. Số nào lớn hơn 2000 không chia hết cho 3? Các em quan sát dãy số mà đề bài đưa ra. Những số còn lại, tức là những số mà thầy giáo không khoanh tròn, là những số không chia hết cho 3. 881 không chia hết cho 3, 916 không chia hết cho 3, 13.118 không chia hết cho 3. Trong những số không chia hết cho 3 thì các em sẽ chọn số lớn hơn 2000. Số lớn hơn 2000 là số nào? Số lớn hơn 2000 không chia hết cho 3 là số nào? À, đó là số 13.118. 13.000 thì nó phải lớn hơn 2000 rồi đúng không? 13.118, được chưa? Tiếp theo là các em sang câu C. Số nào chia hết cho 9? Rồi, các em vui lòng nhớ lại cho thầy giáo. Dấu hiệu chia hết cho 9. Những số chia hết cho 9 là những số nào? À, những số chia hết cho 9 là những số có tổng các chữ số chia hết cho 9.
Như vậy chúng ta có các số chia hết cho 9 là số 27 có tổng các chữ số là 2 cộng 7 bằng 9. 9 chia hết cho 9. Cho nên số 27 chia hết cho 9. Tương tự, 9 chia hết cho 9, cho nên 45 chia hết cho 9. 17 không chia hết cho 9. 16 không chia hết cho 9. 3 không chia hết cho 9. Cho nên ba cái số này nó không chia hết cho 9. Các em bỏ đi. 18 chia hết cho 9. Cho nên 2439 nó chia hết cho 9. 14 không chia hết cho 9. Cho nên 13.118 không chia hết cho 9. 18 chia hết cho 9. Cho nên 35.550 chia hết cho 9. 5.223.411 chia hết cho 9. Vậy chúng ta lọc được 5 số chia hết cho 9 từ các số đã cho. Đó chính là số 27, số 45, số 2439, số 35550, số 5.223.411. Được chưa? Câu D. Số nào nhỏ hơn 3.000 không chia hết cho 9? Ở đây những số còn lại là những số không chia hết cho 9. 881, 916, 2100, 13.118. Đó là những số không chia hết cho 9. Vậy các số nhỏ hơn 3.000 không chia hết cho 9 là 881 nhỏ hơn 3.000, 916 nhỏ hơn 3.000, 2.100 nhỏ hơn 3.000, nhưng 13.118 lại lớn hơn 3.000. Các em bỏ số này đi. Vậy các em chỉ liệt kê ra số 881, 916, 2.100. Được chưa? Rồi tiếp theo là các em sang bài tập 78. Tìm chữ số x để số x1269 thỏa mãn mỗi điều kiện sau. A là chia hết cho 3, B là chia hết cho 9, C là chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9. Rồi trước hết là các em sẽ tìm chữ số x để cái số này nó chia hết cho 3, tức là các em làm câu A trước. Rồi, dấu hiệu chia hết cho 3. Những số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3. Bây giờ các em xét tổng các chữ số của số x1269. Ở đây các em lưu ý, khi các em viết một số mà chữ số của nó, một trong các chữ số của nó được thay thế bằng chữ cái, thì các em cần phải viết dấu gạch ngang ở trên đầu để cho người đọc biết đây là một số chứ không phải là chữ. Được chưa? Bây giờ các em sẽ tính tổng các chữ số của số này. Số x1269 có tổng các chữ số là x cộng 1 cộng 2 cộng 6 cộng 9. X chưa biết là bao nhiêu, vậy x các em cứ để nguyên. Các em cộng các chữ số còn lại trước đã. 1 cộng 2 cộng 6 cộng 9 bằng 18. Vậy chỗ này chúng ta có x cộng 18. Đến đây thì các em sẽ làm gì nữa? Câu A này, các em nhớ dòng này là chúng ta làm chung cho cả 3 câu. Bây giờ các em vào câu A. Ta thấy x cộng 18 thì cái số hạng 18 này nó chia hết cho 3 rồi. Cho nên
để cái số x1269 này chia hết cho 3 thì số hạng còn lại là x phải chia hết cho 3. Để thuận tiện thì thầy giáo gọi đây là 1, được chưa? Vì sao lại như vậy thì thầy giáo sẽ giải thích luôn. Để cái số x1269 này chia hết cho 3 thì tổng các chữ số của nó là x cộng 18 phải chia hết cho 3. Đúng không? X cộng 18 phải chia hết cho 3. Mà x cộng 18 nó có số hạng 18 chia hết cho 3 rồi. Vậy để tổng chia hết cho 3 thì số hạng còn lại là x phải chia hết cho 3. Được chưa? Rồi ở đây các em áp dụng tính chất chia hết của một tổng. Nếu A chia hết cho M, B chia hết cho M thì A cộng B chia hết cho M. Ngược lại, nếu A cộng B chia hết cho M rồi mà B cũng chia hết cho M rồi thì bắt buộc số A này phải chia hết cho M. Đúng không? Ở đây để có x cộng 18 chia hết cho 3 mà cái số 18 này nó chia hết cho 3 rồi thì bắt buộc số x này phải chia hết cho 3. Được chưa? Rồi, x chia hết cho 3 mà các em lưu ý x ở đây là chữ số. Chữ số thì x nó chỉ nhận giá trị từ 0 đến 9 rồi, đúng không? Và x là chữ số đầu tiên. X là chữ số đầu tiên của số có 5 chữ số thì x bắt buộc phải khác 0. Mặt khác, x là chữ số đầu tiên nên x nó chỉ thuộc cái tập gồm các phần tử từ 1 đến 9 thôi. Hay nói cách khác là x nó chỉ nhận giá trị từ 1 đến 9 thôi. Bình thường x là chữ số thì x nhận các giá trị từ 0 đến 9. Nhưng do x là chữ số đầu tiên, vậy các em sẽ loại 0 ra. Tức là x nó nhận các giá trị từ 1 đến 9. Để thuận tiện các em gọi đây là 2. Bây giờ các em kết hợp 1 và 2 lại với nhau. Từ 1 và 2 suy ra. Trong các số từ 1 đến 9 thì chỉ có 3, 6, 9 là chia hết cho 3. Kết hợp hai điều kiện này lại với nhau thì chúng ta suy ra là x sẽ thuộc tập hợp gồm các phần tử là 3, 6, 9. Rồi tiếp theo là các em sang câu B, tìm chữ số x để cái số này nó chia hết cho 9. Rồi các em sẽ tận dụng kết quả ở bước trên. Tổng các chữ số của số này là x cộng 18 rồi, đúng không? Ta thấy 18 nó chia hết cho 9 rồi. Mà để cái số này nó chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của nó là x cộng 18 phải chia hết cho 9. X cộng 18 phải chia hết cho 9 mà số 18 nó chia hết cho 9 rồi thì bắt buộc số x phải chia hết cho 9. Để thuận tiện các em gọi đây là 3. Mặt khác, x là chữ số đầu tiên cho nên x nó sẽ thuộc tập hợp gồm các phần tử từ 1 đến 9. Để thuận tiện các em gọi đây là 4. Từ 3 và 4 các em sẽ suy ra trong các số từ 1 đến 9 thì chỉ có số 9 này nó chia hết cho 9 rồi. Vậy các em suy ra là x bằng 9. Được chưa? Kết hợp giữa hai điều kiện 3 và 4, các em suy ra là x bằng 9. Câu C. Tìm chữ số x để cái số này thỏa mãn điều kiện là chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9. Ở câu E thì ta thấy để cái số x1269 chia hết cho 3
thì x phải thuộc tập hợp gồm các phần tử 3, 6, 9. Câu B, để cái số x1, 2, 6, 9 chia hết cho 9 thì x phải bằng 9. Câu C, người ta yêu cầu các em là tìm chữ số x để cái số này chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9. Chia hết cho 3 thì x nó sẽ thuộc tập hợp gồm các phần tử 3, 6, 9. Nhưng không chia hết cho 9 thì các em phải loại x bằng 9 đi. Các em loại x bằng 9 đi. Vậy để cái số này chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 thì x phải thuộc cái tập này, đúng không? Tập này chỉ gồm hai phần tử là 3 và 6 thôi. Các em loại 9 đi rồi. Chia hết cho 3 thì phải có 3, 6, 9. Không chia hết cho 9 thì các em phải loại 9 đi. Loại 9 đi thì chỉ còn lại là 3 và 6 thôi. Được chưa? X nó sẽ thuộc cái tập này. Có nghĩa là x bằng 3 hoặc x bằng 6 thì cái số này nó chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9. Được chưa? Rồi, bài nó hơi dài cho nên thầy giáo sẽ chia làm nhiều video để các em tiện theo dõi. Rồi, các em có thể theo dõi toàn bộ video về chương trình môn toán lớp 6 sách mới được thầy giáo đặt trong phần danh sách phát ở cuối video này. Đừng quên ủng hộ bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông, cũng là cách để các em nhận được những video mới nhất từ kênh Học Toán Online. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.